Rớt nước mắt những lời tâm sự cuối cùng của MC Nguyễn Ngọc Ngạn trước khi giả từ sân khấu bay đi bay lại. Tôi không biết rồi những cuốn tới, cô Kỳ Duyên sẽ đứng với ai, nhưng tôi không coi. Bởi vì coi thì nhiều khi mình sẽ xúc động, sẽ khóc không có lý do. Đây là câu nói giả từ của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn trong Bay đi bay lại 133 làm mình rất bồi ngồi. Ông vẫn thế phẫn một chất giọng ru ngủ mà Quỳ Duyên thường hay chọc, vẫn pha một chút hài hước. Nhưng lần này lại chất chứa nhiều nỗi niềm. Ông không khóc vì ông hiểu, nếu ông khóc thì mọi người sẽ xúc động theo, nên ông để lại sau này mới khóc, như lời Ngọc Anh nói. Thêm một lần vinh danh nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, một đại nhạc hội tiếng Nga Bay đi bay lại đã vừa diễn ra hoành tráng tại Bangkok, thủ đô Thái Lan, với chủ đề Nguyễn Ngọc Ngạn lời cảm ơn. Với show diễn này, Nguyễn Ngọc Ngạn đã từ 30 năm đứng trên sân khấu với vai trò MC để trở về với người cũ là nhà văn. Một câu hỏi cắt cớ là tại sao người Việt lại mang tiền sang Bangkok để tiêu, làm giàu cho nước bạn. Với Nguyễn Ngọc Ngạn, người MC làm ông trở nên nổi tiếng hơn bất cứ nhà văn nào. Nhưng phải nói, văn mới là nghiệp của ông. Điều làm nên tầm vóc của một nhà văn chính là tư tưởng, cụ thể là những nguyên lý, quan niệm về cuộc sống cuộc đời. Ở tuổi 77, Nguyễn Ngọc Ngạn thuộc thế hệ cũ, nhưng nhờ óc quan sát nhạy bén, sự trăn trở động não mà ông có góc nhìn rất mới của những người hiện đại. Ông ghét mê tín dị đoan, các lời thói cổ hủ lạc hậu, bảo vệ nữ quyền và là một từ điển sống về kho tàng văn hóa đông tây kim cổ. Chúng ta hãy điểm qua những câu nói câu viết bất hủ của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Cách hay nhất để làm dịu căng thẳng là nói chuyện vui, tốt hơn nhiều những lời xin lỗi trang nghiêm, có tính thủ tục. Viết thấp thì người cao cũng hiểu, nhưng viết cao là cố tình loại bỏ những độc giả đơn giản, mà khó độc giả này lại luôn chiếm đa số. Câu xướng ca vô loài là nói đến tập thể nghệ sĩ sinh hoạt ca diễn trong chế độ phong kiến, không dính dáng gì đến tân nhạc cả. Trên sân khấu không có gì bằng tự nhiên, trong cộng đồng có những người không chịu nổi sự thành công của người khác, bởi vì họ cứ coi sự thành công của người khác là thất bại của mình. Mỗi người Việt là một thi sĩ. Chú Ngạn tâm sự rằng ông rất muốn về thăm lại quê hương Sơn Tây, nơi ông sinh ra và sống những năm ấu thơ đầu đời cho đến khi di cư vào Nam. Nhưng ông không về vì lý do không phải 100 là chính trị, không phải 100 nghĩa là 99 hay bao nhiêu thì ông không nói. Chắc chắn người Việt chúng ta sẽ mãi nhớ đến một MC kỳ lạ với phong cách của một ông giáo làng đã đứng nói mà không cần máy nhắc hay dấu soạn trong suốt 115 cuốn băng video. Sẽ thiếu sót khi nói đến thành công trên sân khấu của Nguyễn Ngọc Ngạn mà không nhắc đến bạn diễn, luật sư MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Kỳ Duyên ứng xử chững chạc, đôn hậu đặc biệt giỏi cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, cũng gây dấu ấn mạnh mẽ. Khởi từ mùa thu Paris năm 1992 đến nay, đã là 30 năm miệt mài cống hiến cho văn hóa nghệ thuật Việt Nam nơi xứ người. Đã đến lúc dù tiếc đến mấy, chúng ta cũng phải chấp nhận, sẽ đến ngày một biểu tượng văn hóa, một người ông, một người thầy, một người bạn đồng hành cùng bao thế hệ khán giả yêu nghệ thuật phải nghỉ ngơi. Song những di sản tri thức ông để lại qua những cuốn Paris by Night, những băng đọc truyện của ông sẽ còn mãi. Trong chương trình phỏng vấn trên đài Vietvet TV, do MC Ngọc Hân dẫn chương trình, có bà Tô Ngọc Thủy và khách mời là MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Trong chương trình ngày hôm đó, trước live show giả từ MC Nguyễn Ngọc Ngạn số 133 được tổ chức tại Las Vegas. MC Ngọc Hân, dạo này sức khỏe của chú Ngạn ra sao rồi chú? MC Ngọc Ngạn cảm ơn cháu. Hôm nay, cháu thấy chú bay qua đây, có nghĩa là chú bình thường, từ Canada qua Cali để giới thiệu chương trình. Nguyễn Ngọc Ngạn giả từ sân khấu. Thật ra thì tôi hay nói chuyện với cô Thủy, đã làm việc rất lâu, và cô Ngọc Hân là làm việc mới đây. Và tôi thường nói đối với giới nghệ sĩ thì ít có trường hợp nghệ sĩ giả từ sân khấu, mà thường sân khấu giả từ nghệ sĩ. Nghệ sĩ thường họ không giả từ mà sân khấu giả từ mình, vì mình không còn sức khỏe, không còn khả năng thu hút, thì tự động sân khấu nó giả từ mình. Rất may Trung tâm Thế Nga đã đánh dấu 30 năm tôi cộng tác với Trung tâm Thế Nga, sắp sửa tổ chức chương trình show mà Trung tâm Thế Nga bày tỏ tình cảm đối với tôi và tình thân của tôi đối với Thế Nga. Trong ngày hôm đó, MC Ngọc Hân bất ngờ nói một điều này, con muốn hỏi chú và chị Thủy một câu. Hồi nãy chị Thủy có nói mỗi lần chú đi show ở đâu, chú gặp một ca sĩ, nghệ sĩ nào ăn khách, chú đều giới thiệu cho Thế Nga. Thì sau 30 năm gắn bó Trung tâm Thế Nga, chứng kiến nhiều nghệ sĩ đến rồi đi, có người đến rồi tạm biệt, cũng có những người vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa, thì không biết là chú và Trung tâm Thế Nga có còn những điều gì lưu luyến, có còn những điều gì dự định, kế hoạch gì muốn thực hiện với nhau mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được không? MC Ngọc Ngạn, chú chỉ nói với Thủy là phải giữ Ngọc Hân lại thôi.
khiến cho mọi người trong chương trình ngày hôm đó bà cười vui vẻ. Ông nói tiếp, khi con người sinh ra ở trên đời này đều có những bất cập. Có người sinh ra, có người đẹp, có người xấu, có người nhà giàu, có người nghèo, người cao, người thấp, người da trắng, người da đen. Tức là bất công, nó đến ngay từ lúc con người ta mới chào đời. Nhưng chỉ có một thứ công bằng, đó là ai cũng sẽ già, ai cũng phải ra đi, đó là điều công bằng nhất. Nhưng mà tre có già thì măng mới mọc được, cây tre như chú già thì mới có lớp trẻ như cháu, như Ngọc Hưng. Và biết đâu trong tương lai sẽ có những người khác còn hay hơn chú, có nhiều những khả năng đặc biệt hơn chú, như ba cháu mời chú sang Paris lần đầu năm 1992. Chính cháu cũng không biết ông này, ổng nói gì, ổng có làm được hay không. Chú và Thủy chưa nói chuyện với nhau lần nào. Hình thi chú lại càng không biết là ai nữa. Khi mà chú coi được hình thì mới biết hai vợ chồng mới làm đám cưới, sinh con này kia. Cho nên chúng ta trong cái duyên may, khi chú nghĩ rồi thì cháu sẽ là gặp được một người có tài năng ở một khía cạnh khác, có nghĩa là kiểu khác. Bà Thị nói, và sẽ đừng giống chú, vì giống chú các copy sẽ không bao giờ bằng chú được. Và bà Thị nói thêm, nếu Ngọc Hưng nói câu đó thì con có một điều đáng tiếc, là con nghĩ là lỗi của con, là xô của chú và bác Phạm Duy. Vì con nghĩ cái đặc biệt MC Nghĩa Ngọc Ngàn là chú biết nhạc rất là nhiều, chú biết tất cả các bản nhạc trước năm 75 và các tác giả. Và khi làm trong vai trò MC, chú còn cố vấn về nhạc đối với Trung tâm Tiếng Nga và nhớ tên các tác giả. Có những người khi hỏi đến một nhạc sĩ nào đó thì lờ mờ hỏi lại, ủa, ông đó mất rồi hả em, không biết. MC Ngọc Hương nói, mà chú lại còn biết hậu trường đằng sau những bài hát đó, tác giả đó. Tô Ngọc Thủy hỏi, ngày xưa chú là bạn của ca sĩ Chế Linh phải không? MC Ngọc Ngạn nói, ngày xưa gia đình của chú có 3 quán cà phê, ở dưới Mỹ Tho có một cái, bây giờ ông anh cả ở bên Đức 80 mấy tuổi có một cái ở Sài Gòn, cứ 7 giờ sáng là đã bắt đầu mở nhạc cho tới 11 giờ đêm. Ngày xưa 3 quán cà phê của gia đình chú thì phải nói thật là chỉ nghe băng Jean Mansell, Phạm Cương, Khánh Ly, Hoàng Thi Thơ thôi, chứ không nghe nhạc bolero nhiều. Do yêu cầu của khách, khi chú đi lính ra khỏi Bình Chánh thì chú chỉ thấy mọi người cứ nghe Hùng Cường, Mai Lệ Huyền. Khi ở Sài Gòn thì MC Nguyễn Ngọc Ngạn nghe nhạc tiền chiến nhiều, thành ra quen và thuộc các bản nhạc. Và cái trời cho chú đó là trí nhớ, tại vì đọc một lần rồi thì nó nằm ở trong đầu. Tiếp lời cho cô Thị là, tôi tiếc nhất là show mà tôi chưa làm cho Phạm Duy, là tại vì như thế này, khi mà Trung tâm Tiếng Nga nghĩ đến việc chủ đề của từng nhạc sĩ và người ta quen gọi là chủ đề tác giả tác phẩm, thì người đầu tiên là Tiếng Nga mời là nhạc sĩ Phạm Duy, bởi vì tên tuổi ông quá lớn, mà nhạc sĩ Phạm Đình Chương thì đã mất rồi, thì mời nhạc sĩ Phạm Duy là người đầu tiên. Để thực hiện cho nghệ sĩ Phạm Duy và cuốn Paris by Night số 17 lúc đó, MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã làm MC độc quyền rồi. Nhưng mà để thực hiện hai chương trình Phạm Duy thì Trung tâm Tiếng Nga mời hai vị MC có tầm vóc về truyền thông, lúc đó là ông Đỗ Văn của đài BBC và Lê Văn của đài Vo. Sau khi hai ông làm chủ đề đó thì nhạc sĩ Phạm Duy đã gặp riêng chú tại Las Vegas. Khi chú đang đứng trên cầu thang đi xuống thì ông Phạm Duy đã lôi chú ra và mừng khóc. Ông nói, Ngạn ơi, nhạc Phạm Duy còn nhiều lắm. Ngạn nói Tô Văn Lai làm cuốn thứ ba đi, Ngạn làm với mình cuốn đó. Thì chú mới nói với cháu và ba cháu, nhưng lúc sau này chú biết cháu chưa muốn làm, tại vì còn quá nhiều nhạc sĩ. Vì lúc đó nhiều nhạc sĩ tuổi tác đã lớn như Hoàng Trọng, mình làm không kịp thì đã mất. Thì Trung tâm Tiếng Nga muốn làm lần lượt hết các nhạc sĩ rồi quay trở lại Phạm Duy cuốn thứ ba. Nhưng lúc đó nhạc sĩ Phạm Duy về Việt Nam sinh hoạt, thành thử không có cơ hội. Và thứ năm vừa rồi, năm 2021, đúng sinh nhật thứ 100 của nhạc sĩ Phạm Duy, thì chú muốn thực hiện chương trình ngắn của Phạm Duy và chú lấy tên Phạm Duy Một Chuyện Tình. Vì tôi muốn làm chương trình đó để trả ơn Phạm Duy, vì ông đã nhờ tôi ở Las Vegas, sau đó ông đã qua đời. Ông qua Toronto cùng với Thái Thanh, hình ảnh cuộc đời và tôi đã gặp ông. Tôi đã gặp ông và tôi đã nói thưa ông, sức khỏe ông sao rồi? Ông nói hiện tại sau khi đi bệnh viện điều trị thì ông đã khỏe lên. Ông Ngạn thưa anh có nói hai câu mà tôi rất là chú ý. Câu thứ nhất là Phạm Duy cầm tinh con bướm. Câu thứ hai là tôi rất cần tình yêu để viết nhạc. Hai câu đó em thấy nó rất mâu thuẫn, vì con bướm nó không có tình yêu, bởi vì nó không đậu ở một cánh hoa nào. Mà anh cầm tinh con bướm thì anh phải đậu nhiều bông hoa. Mà anh nói anh cần tình yêu để viết nhạc thì Phạm Duy làm gì có tình yêu. Lúc đó ông Phạm Duy khẳng định Phạm Duy có tình yêu, Phạm Duy có một chuyện tình. Ngàn hãy ngồi đây để cho tôi
kể cho Ngạn nghe. Trong buổi nói chuyện này, cô Tô Ngọc Thụy đã gửi lời cảm ơn đến ba mình ông Tô Văn Lai vì chủ đề vinh danh nhạc sĩ do ba của cô đã đề nghị. Vì ba cô là thầy giáo, làm chủ đề gì phải có nội dung. Chú Ngạn đã là nội dung rồi, nhưng phần nhạc những bài hát cũng phải có giá trị.